cái chuồng nó để bên em bán thì rất là tiện lợi rồi. Tuy nhiên nhiều anh chị ở xa không có điều kiện mua thì nhắn về cho em bảo gửi những phụ kiện, thì bên em vẫn lên đơn như thế này để gửi cho bà con. Đây là những cái bát hai lỗ để mà làm hàng trên cái vòng cung này, cái chữ U ở trên đầu đó của cái chuồng nó để. Rồi đây là những cái khóa đồng tiền một chiều để làm cửa sau. Rồi những cái cây nước, những cái bộ khóa máng khoen tròn xỏ máng như này, bên em cũng đầy đủ cả. Thì một cái máng cầu phía trước thì có hai khoen tròn xỏ máng như này. Đây là cái bộ khóa máng này. Đấy. Rồi đây là những cái cây nước một vòi, hai vòi để mà bà con về có thể là làm chuồng nái đẻ. Rồi những cái bát này, cái bát này bát hậu bị, rồi bát bách chuồng, rồi cầm u cây nước, cầm u thanh dằn, bên em đầy đủ cả nha. Bà con có nhu cầu thì có thể liên lạc với bên em mua những cái phụ kiện như thế này để về làm chuồng nái đẻ, tự làm cũng được cho chi phí nó rẻ ha.